Chào mừng bạn đã quay trở lại với khóa học SEO Mastermind. Thì trong phần này mình sẽ nói sơ lược một chút về các yếu tố còn lại ảnh hưởng tới on-page SEO. Thì thật ra mấy yếu tố này á, là mấy yếu tố mà mình không có quá là chú trọng vô. Và một phần nào đó là trong cái phần gọi là SEO audit á, khi mà mình hướng dẫn về audit SEO website á, mình sẽ liệt kê cho bạn là những cái lúc bạn cần phải tu những cái gì nữa, thì từ đó bạn tu được chuẩn hết toàn bộ cái on-page SEO của bạn. Thì nên hôm nay mình sẽ không có nhắc quá là nhiều cái tới các yếu tố khác. Nhưng mà nếu như mà bạn mình muốn coi các yếu tố SEO on-page khác á, thì bạn có thể đọc bài viết của 200 Ranking Factor này của bên Brian Dean. Thì đây là trong một bài viết mà nó liệt kê tất cả yếu tố khác mà ảnh hưởng tới on-page SEO. Và nhắc lại nữa thì những yếu tố mà mình hướng dẫn, mình chia sẻ cho bạn từ cái phần mà trong SEO đến website cũng như là trong các video trước về on-page SEO đó, thì những yếu tố đó là ảnh hưởng đến khoảng 80-90% tổng cái gọi là cái ảnh hưởng tổng từ on-page SEO rồi. Những yếu tố này còn lại, mặc dù nó có cả 100 yếu tố khác á, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng đâu đó chỉ khoảng gần đến 10% hoặc thậm chí là thấp hơn mà thôi. Còn những yếu tố mà ảnh hưởng thực sự cao á, thì mình đều chia sẻ cho bạn rồi, và bạn sẽ muốn tập trung cái gọi là cái 80-90% đó nhiều hơn để cho bạn tu một cách tốt nhất thay vì những yếu tố này. Nhưng mà bạn cũng nên đọc qua để bạn có thể tiện tay tu cái đôi đường. Thì đây là bài viết đó, bài viết này của bên Brian Dean, bạn hãy đọc qua, bạn hãy lên Google, bạn search cái Google 200 Ranking Factors này. Nếu như mà bạn không có quá là giỏi tiếng Anh á, thì bạn có thể lên Google, bạn search 200 tín hiệu ảnh hưởng đến SEO Google cũng được. Có rất là nhiều bài viết á, mà nó dịch từ bài viết Brian Dean này, nhưng mình không biết là nó có dịch chuẩn hay chưa, mình cũng chưa có coi kiểm tra hết 100%. Thành ra mình cũng khuyên bạn đọc cái bài viết chính xác, bài viết gốc, bạn sẽ đọc bạn chính xác từ ngữ mà nó dùng hơn, thay vì lên những bài viết bên Việt Nam mình dịch lại, mình không có biết đảm bảo chắc chắn 100% rằng nó dịch đúng, thì bạn có thể coi qua. Còn ở video tiếp theo sẽ là phần mà video mình hướng dẫn cho bạn cách audit website.